Sơn, đây là ngã tư Nguyễn Thế Sơn với lại Phan Văn Trị, ngay góc Vincom Gò Dốc, thì chúng ta sẽ thưởng thức món canh bún Nguyễn Thế Sơn tại phường 7 quận Gò Dốc. Sáng tới 23 giờ hàng ngày. Đây là những thành phần chính của món canh bún Nguyễn Thế Sơn tại số 269 Nguyễn Thế Sơn, phường 7 Gò Dốc. Đây là riêu cua. Cua này rút cua đồng hay là cua đồng nguyên chất? Dạ, cua đồng nguyên chất. Đây là chả bò hay chả heo đây chị ạ? Chả heo. Đây là chả heo mình làm đúng không chị? Dạ không, bà chị họ làm. Dạ. Đây là cái rau muống luộc sẵn này, rất là xanh. Là món rau ăn cùng với lại canh bún. Thì bên cạnh đó sẽ là tắc hay dây chanh, hoặc là hành phi, hoặc là hành tươi, da heo nấu chín sẵn. Và một cái nồi canh bún được nấu sẵn cùng với lại đậu phụ hay là đậu hũ theo tên gọi của người miền ngoài, và được ăn kèm với lại rau bún. Đây là cô đang làm tô canh bún cho khách, gồm có riêu được nấu chín sẵn, da heo, đậu hũ và một nồi canh bún thật là to. Quán rất là nhỏ gọn ngay góc ngã tư Nguyễn Thế Sơn với lại Phan Văn Trị. Đây, không gian của quán rất là nhỏ gọn, sạch sẽ, chỉ là một cái không gian nhỏ nhỏ thôi nhưng thực sự rất là đông khách. Canh bún đang nêm gia vị vào trong tô canh bún của mình.
thì canh bún chia ra một tô canh bún và rau muống luộc sẵn. Nếu khách nào thích ăn ớt thì cho thêm ớt, hoặc là mắm tôm, hoặc là mắm nước, men, tùy theo gia vị có trên bàn, tùy theo cái gu của từng người. Và cái tắc sẽ được thay cho chanh. Người Sài Gòn đa số người ta sẽ dùng tắc thay cho chanh. Và khách có thể gọi thêm nước, ở đây có nước mía nguyên chất nữa các bạn. Sau khi thêm đầy đủ gia vị thì du khách sẽ trộn đều để cho tắc và ớt sẽ hòa quyện vào trong cái tô canh bún cho ngon. Sơn tại số 269 Lê Sơn, phường 7, quận Gò Vấp. Chị Dương ơi, tại sao quán mình canh bún mà có tên là Nguyễn Thái Sơn à? Mình không lấy tên riêng của mình à? Tại vì mình bán trên đường Thái Sơn đó, nên mình lấy cái tên Nguyễn Thái Sơn luôn cho người ta dễ biết. Mình bán trên đường này nên mình lấy tên đường này luôn cho nó quen thuộc đúng không chị ha? Quán mình là mình bán được bao nhiêu năm rồi chị? Trên 23 năm. Trên 23 năm mà tại đây luôn à? Đúng rồi. Mình chỉ có một chi nhánh hay là? Dạ, có một thôi. Dạ, một tô canh bún của mình là giá bao nhiêu chị? Dạ, bình thường là từ 25 đến 30, dao động tới 30. Từ 25 ngàn tới 30 ngàn. Dạ. Và cái giờ mình phục vụ khách là từ mấy giờ ạ? Từ 9 giờ sáng đến 23 giờ đêm ạ. Chị, cái canh bún này là cái đặc sản của vùng nào hay là ai bày hồi trước khi ai ai truyền nghề lại cho chị hả? Dạ, quán này của ba mẹ vẫn nấu bình thường. Dạ. Bán cho em mà người ta đứng bán hàng ngày thôi. Dạ. Ba mẹ vẫn bán. Dạ. Đây là cái không gian bếp rất là gọn gàng và sạch sẽ của quán canh bún Nguyễn Thái Sơn. Sau đây cô đầu bếp sẽ dở chúng ta coi cái nồi canh bún. Đây. Cái nồi này thì mình nấu trong bao lâu cô? Chỉ có hạ vô là bán cái nào là hạ cái đó. Một vài ngày vậy mình bán được bao nhiêu nồi cô? Đâu có biết được đâu. Dạ. Cô có thể vớt bún ở trong lên cho người xem thấy được không cô? Canh bún là bún sẽ được nấu sẵn với cái màu đỏ rất là đặc trưng như các bạn. Yeah. Và đậu hũ.
cả cái gia vị trong những cái vợt cô để trong nồi nữa. Cô có thể dở cái này lên cho con xem coi. Đây là huyết nè các bạn. Huyết và da heo được nấu sẵn. Và những cái gia vị ăn kèm cùng với lại món canh bún là chả heo nè, riêu cua đồng nguyên chất và rau muống luộc sẵn và hành ngò thêm thôi. Thật là to, thật là sạch sẽ. Cái tủ bên hông như thế này với 5.000.